gói gửi cho con. Này là sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len bâng khuâng tôi nghe trong hồn trời khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm sương gió phương trời, ông im gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mê thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày sương gió phương trời, ông im gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mê thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai.